6, 10. Điểm số quan trọng cho Sầu Chí Thông. Sau 4 trận thi đấu thì Lê Quốc Tiến cũng chưa đỡ được cỡ cú ra bóng của Sầu Chí Thông hoàn hảo, với thường xuyên mắc lỗi, giật bóng rớt lưới. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Thông giao bóng. Trong hai trái giao bóng này rất khó khăn cho Lê Đức Tiến khi anh vẫn đỡ giao bóng vẫn hư. Chúng ta có thể thấy là đến tận cuối của trận thi đấu này thì Lê Quốc Tiến mới bắt đầu là bùng lên là tấn công. Chúng ta đang mong chờ một điều thần kỳ ở trận thi đấu này. Tại vì là 19 và Thông giao bóng. Liệu Lê Quốc Tiến mười đều. Tiến đang leo một mạch 5 điểm. Đúng với căng thẳng. Lao bóng xúc cho Lê bên trái. Thông đỡ ra ngoài. 12-11, Thông ra bóng. Những giây phút hết sức căng thẳng. Pha bóng đẳng cấp của Sầu Chí Thông, liên tục là những cú giật uy lực, kể cả gai và mút đều giật rất mạnh. Tiếp theo vẫn là Tiến ra bóng và Thông đỡ. 12 đều. Những giây phút căng thẳng của trận đấu.
tiến lại một lần nữa dứt điểm 13-12. Thông ra bóng. Trong trận đấu này thì có vẻ Sầu Chí Thông dẫn 16 và bị lên 10 đều. Thế là làm liên tục dẫn điểm nhưng mà vẫn chưa kết thúc được trận đấu. 13 đều. Tiến ra bóng. 13 đều. Đang thắng. Pha bóng kia đối giật hiếm hoi của hai vận động viên. 13-14 không ra bóng. Sầu Chí Thông có kẻ rút ra bóng nặng trên đó. Lưới giao lại. Ở trước những trận đấu này thì vận động viên ở trong chưa chắc đã run bằng người ngồi ở ngoài. 13-14. Mười bốn đều. Mười bốn đều. May mắn tới đây cũng tiến. Đây có phải là điểm không? Chúng ta hãy chờ xem điểm số này. Thần may mắn đã mỉm cười với anh ấy. Mười bốn, mười năm, không ra bóng. 14-15. Không ra bóng hư. Thi đấu rất căng thẳng, có vẻ như vận động viên trẻ Sầu Chí Thông vẫn chưa chịu nổi áp lực của C này nên là tự ra bóng hỏng. Chúng ta sẽ tiếp tục ván thi đấu thứ 5, thứ 6. Trong ít phút nữa tỷ số bây giờ đang là 3-2 nghiêng về Sầu Chí Thông. Tiếp theo chúng ta tiếp tục quay lại với trận xét thi đấu thứ 6. Xét vừa rồi thì Sầu Chí Thông dẫn 16 và để thu lại với tỷ số 14-16. Ở xét thi đấu này thì Thông ra bóng trước và tiến đỡ. Hai vận động viên có một xét thi đấu hay, căng thẳng. Lê Quốc Tiến vừa mới lội ngược dòng thành công, rất là sung sức. Anh đang rất là hứng khởi. Không một. Hai không. Tiến ra bóng. Tiến xe này rất tự tin. Hay lắm, nói phải nhanh, nhanh như kẻ nhanh. 3-0. Khá sung sức. Ở phía này. Nào. Đá bóng dứt điểm mà không thành công. Hết.
ba ba bóng nặng. 2, 3 hay chặt chặt tăng lực hay bay cắm xuống và sổ cái thông giật cắm lưới. Lê Quốc Tiến đang sung trận này, anh vừa lội vừa dòng thành công. 4-2 tiến ra bóng. Đúng rồi, giật thắng có phải luôn, sợ gì. 5-2 2-6 không có vẻ như gặp vấn đề về tâm lý. 2-6 thôi chú để đánh thôi, chứ đâu nói ngoài nó ngoài phân tâm. Ba sáu thông ra bóng. Sấn hai biên mà. 6-4 6-4 được, bị động quá. 4 trước chứ bị động vậy. 6-5 Thông vẫn rất điềm tĩnh. 6-5 May mắn cho này cũng tiến. Thần may mắn mỉm cười này cũng tiến. Nỗ lực cứu bóng thành công. 7-5 không được, đập có phải luôn, có phải luôn nó hay, nó đập cái này luôn, pha né người giật mất bóng, Sầu Chí Thông rất hay, anh giao bóng nặng đây bên Lê Quốc Tiến mồi lên và anh né người anh giật mất bóng. 6-7 8-6 chặn ngay rất là hay, pha bóng đẳng cấp. 8-6 Lê Quốc Tiến đang dẫn 8-6 tiến ra bóng. 6 7 9 4 bóng chạm mép bàn về sớm đây. 7-9 đúng rồi. 8-9 thông ra bóng.
Bóng rớt lưới. Tiến chặn gài khó chịu. 18 tiến ra bóng. Không được, ngắn rồi Tiến ơi. Mười chín. Rất nặng. Mười đều. Kết thúc ván thi đấu thứ 6. Tỷ số hiện tại là 3 đều. Chúng ta sẽ tiếp tục ván thi đấu thứ 7 trong vòng ít phút nữa. Hai vận động viên cống hiến một trận đấu kịch tính, gay cấn cho khán giả. Chào mừng các bạn đến với ván thi đấu thứ 7. Tỷ số hiện tại là 3 đều. Ở ván thi đấu này, Lê Quốc Tiến ra bóng, Sầu Trí Thông đỡ ra bóng. Một không tiến ra bóng. 0-1 tiến ra bóng. Hai không không là sung lắm. 3-0. Sầu Trí Thông là dẫn ra bóng. Ôi, hai đối thủ đổi bên thi đấu. Năm một. Liên tiếp là những pha bóng uy lực của Thông. Nhiều quá. Chủ động giao. 2-6. Hai. 3-6. Tiến ra bóng. 3-6.
dao ngắn thôi chú, dao lỏng rồi bắt ngắn rồi mình bắt ngắn lại bay dài mình giật. Bảy ba bảy bốn con rất phải. Đúng rồi, giật móc thôi. Bảy bốn bảy bốn Tiến bị dẫn 4 điểm. Thông rất là đều. Nó ngắn là chứ, không có giật đấy. Đúng rồi, giật có phải luôn, sợ gì. 5-8. Nam thông ra bóng. Lợi thế cho Sầu Dĩ Thông và khó khăn cho Lê Quốc Tiến. Ở trên thi đấu thứ 5, anh đang leo núi thành công nhưng mà cái này rất khó nói. Thông ra bóng 9-6. Rất khó gỡ cho Lê Quốc Tiến. Kết thúc ván thi đấu thứ 7, Lê Quốc Tiến đã thua với tỷ số 11-6-7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.